Hoàng Nhật xin chào các bác. Em vừa dọn xong một con máy lọc không khí Panasonic VH50 lên sóng phục vụ các bác. Ở đây là con này là màu đen. Màu đen bóng các bác. Một con máy trong cái phân khúc thiết kế mẫu mã rất là đẹp. Cái chiếc này thì em báo giá luôn là bán là 2 triệu, bảo hành 1 năm. Máy đã được giấu biến áp điện 220V rồi. Tình trạng máy như trên clip các bác thấy, nói chung là vẫn còn khá là ok đấy. Có 2 triệu thôi ạ. Mặt mũi cũng khá là bóng loáng. Con này thì cái màng HEPA theo máy zin vẫn còn rất là đẹp nhé. Trên này em vẫn để nguyên này. Màng khăn hoạt tính dày, khử mùi tốt. Chiếc này thì phù hợp cho các bác dùng cho phòng khoảng 30m² đổ lại. Đấy thì các bác mua vào những cái phòng ngủ ấy, nó rất là hợp lý. Nó dôi dư ở phòng ngủ mình khoảng 20-25m thì mình cứ mua máy 30 này thì nó vào là rất là vừa. Đấy, rồi các tính năng khóa trẻ em này. Đấy, khóa trẻ em qua nhé. Hẹn giờ này. Chế độ dọn phòng nhanh này. Mắt cảm biến ánh sáng. Ba chế độ lọc khí bù ẩm. Điều chỉnh cửa dâng, cửa vẫy. Điều chỉnh tốc độ lọc nhanh chậm. Cái chiếc này em đấu điện 220V rồi nhé. Bình nước khá là sáng đẹp. Màng tàu ẩm zin theo máy vẫn còn rất ok này. Nói chung là một con máy chả có gì để chê cả. Sản xuất năm 2012, 43W VH50. Phù hợp cho phòng khoảng 30m² trở lại. Sẽ test cái tính năng bụi mịn 2.5 cho các bác. Đây là, hôm nay chất lượng không khí rất là xấu này. Chất lượng không khí hôm nay ở ngưỡng 135 là cực xấu nhé. Đây nhé. Cho vào máy thì mình thấy xem chất lượng không khí nó đấy, lên 156. Chất lượng không khí sau khi đi qua máy thì nó như thế nào đấy. Đấy, xuống ngưỡng an toàn ngay các bác. Nói chung là khi mà qua cái bộ màng lọc HEPA và cái công nghệ nano y khử khuẩn này thì cái chất lượng không khí nó xuống rất là tốt. Thế cho nên là mình đặt trong phòng ấy, mình đóng kín cửa lại thì cái nó sẽ hút toàn bộ các cái không khí xấu bụi bẩn vào cái màng HEPA này. Và qua than hoạt tính và qua công nghệ nano y khử khuẩn bằng cái máy nó bắn đây thì đấy nó sẽ cho cái chất lượng không khí ra cái cửa gió này. Đây các bạn nhìn này, xuống ngưỡng xanh ngay 28 nhé, tốt luôn. Cái chiếc này thì em bán là 2 triệu thôi. Thực rẻ, ngày xưa toàn trên 3 triệu, bây giờ quá rẻ luôn, bảo hành 1 năm. Đầu bên áp điện 220V rồi. Các bác chỉ có xem hết clip để mình nắm được thông tin chi tiết nhé. Chào các bác.